Cuốn 66 giải thích phẩm văn trì thứ 45, kinh Maha Bát Nhã ghi phẩm kinh nhị văn trì, kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm Đông Bắc Phương thứ 43. Kinh: Bây giờ Thích Đại Hoàn Nhân nghĩ rằng nếu thiện nam tử thiện nữ nhân tai được nghe Bát Nhã Ba La Mật là người đời trước đã làm công đức đối với chư Phật và đã theo cùng thiện tri thức, huống gì thọ trì thân cận đọc tụng nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như lời nói, nên biết thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đã từng thân cận chư Phật nhiều, hoặc được nghe thọ trì nhớ nghĩ đúng, tu đúng như nói, có thể hỏi có thể đáp, nên biết thiện nam tử thiện nữ nhân ấy vì đời trước đã cúng dường thân cận chư Phật nhiều, nên nghe Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm mà không kinh không hãi không sợ, nên biết thiện nam tử thiện nữ nhân ấy trong vô lượng ức kiếp đã tu thí Ba La Mật, giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nghe Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm ấy không kinh không hãi không sợ, nghe rồi thọ trì thân cận tu hành đúng như nói, nên biết thiện nam tử thiện nữ nhân ấy như Bồ Tát Ma Ha Tát không thối chuyển. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật ấy rất sâu, nếu đời trước tu thí Ba La Mật, giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật không lâu, thời không thể tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân hủy báng Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm, nên biết người ấy đời trước cũng hủy báng Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm không tin không vui, tâm không thanh tịnh, nên biết thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đời trước không hỏi, không nạn Phật và đệ tử nên như thế nào, tu thí Ba La Mật, giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, nên tu như thế nào nội không cho đến nên tu như thế nào vô pháp hữu pháp không, nên tu như thế nào bốn niệm xứ cho đến nên tu như thế nào tám thánh đạo phần, nên tu như thế nào Phật mười lực cho đến nên tu như thế nào 18 pháp không trùng. Thích Đại Hoàn Nhân nói với Xá Lợi Phất: Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm ấy, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân tu thí Ba La Mật, giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật không lâu, không tu nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, không tu bốn niệm xứ, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, không tu bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, không tu Phật mười lực cho đến 18 pháp không trùng, người như vậy không tin không hiểu Bát Nhã Ba La Mật có gì đáng quái lạ? Đại Đức Xá Lợi Phất, tôi kính lễ Bát Nhã Ba La Mật, đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật là đảnh lễ nhất thiết trí. Phật bảo Thích Đề Hoàn Nhân: như vậy Kiều Thi Ca, kính lễ Bát Nhã Ba La Mật là kính lễ nhất thiết trí. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì nhất thiết trí của chư Phật đều từ Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh, nhất thiết trí là Bát Nhã Ba La Mật. Vì thế Kiều Thi Ca, thiện nam tử thiện nữ nhân muốn trụ ở nhất thiết trí nên trú ở Bát Nhã Ba La Mật, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân muốn trú ở đạo trùng trí nên tập hành Bát Nhã Ba La Mật, muốn dứt tất cả kiết sử và tập khí nên tập hành Bát Nhã Ba La Mật, thiện nam tử thiện nữ nhân muốn chuyển pháp luân nên tập hành Bát Nhã Ba La Mật, thiện nam tử thiện nữ nhân muốn được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán nên tập hành Bát Nhã Ba La Mật, muốn được Bích Chi Phật đạo nên tập hành Bát Nhã Ba La Mật, muốn giáo hóa chúng sanh làm cho được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Bích Chi Phật đạo nên tập hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân muốn giáo hóa chúng sanh làm cho được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hoặc muốn thống nhiếp tỳ kheo tăng nên tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Thích Đại Hoàn Nhân là vua các trời, trí lợi căn thắng hơn, vì tin Phật pháp lại tăng ít gấp bội, như lửa gặp gió lại càng cháy bừng. Nghe Tu Bồ Đề dùng các nhân duyên khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật, Phật lấy lễ sâu xa tán thành lời khen ngợi ấy. Đế Thích phát tâm hy hữu nghĩ rằng, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân tai được nghe kinh Bát Nhã, là người ở đời trước đã cúng dường nhiều chư Phật, làm công đức lớn, nên đời nay gặp được thầy tốt thiện tri thức đồng học, nhân đời trước cúng dường Phật, duyên đời nay gặp thiện tri thức, nên nghe Bát Nhã Ba La Mật thì tin được, huống gì còn đọc tụng suy nghĩ nhớ nghĩ đúng, tu tập thiền định,
chủ lượng phân biệt, nghĩa lý, ý thú hay thành tựu sự việc để biết người ấy từ nơi chư Phật và đệ tử quá khứ. Nghe nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật liền tín thọ, không hãi, không sợ. Vì sao? Vì người ấy từng trong vô lượng vô số kiếp tu các công đức sáu ba la mật vân vân, cho nên tuy chưa đến địa vị bất thối chuyển mà đối với thâm pháp chẳng nghi chẳng hối, thí như lông nhỏ khô mới mọc trên cánh trên ngón tay cái, theo gió thổi qua lại đông tây, còn lông ướt dây thừng cứng thời không lay động. Bồ Tát mới phát tâm cũng như thế, tu đức chẳng lâu, làm phước cạn mỏng, nghe theo lời người khác không thể tín thọ Bát Nhã hay Ba La Mật. Nếu tu phước đức lâu, không nghe theo lời người khác, thời có thể tín thọ Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm, không kinh không sợ. Trong khi Đế Thích tu suy niệm tưởng Bát Nhã Ba La Mật có vô lượng công đức, sáng lợi phép biết tâm niệm của Đế Thích, nên bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, tuy chưa vào Bồ Tát vị mà có thể tín thọ Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm, không kinh không sợ, làm đúng như lời nói ấy là người có phước đức, trí tuệ, tín lực lớn, nên biết như địa vị bất thối chuyển không khác. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, Bát Nhã Ba La Mật rất sâu, không có tướng, có thể thủ, có thể tin, có thể thọ. Nếu tín thọ được, đó là hy hữu, nhưng người trồng cây giữa không là việc rất khó. Tất cả phàm phu khi được pháp thủ thắng, thời bỏ việc cũ, như được cái vui thiền định, liền bỏ cái vui ngũ dục, cho đến nương chỗ hữu đành bỏ công đức ở chỗ vô sở hữu, không thể không có nơi nương tựa mà có việc bỏ được. Như con sâu đò tìm cành, đặt chân trước mới tiến bước chân sau, tận cùng mút cành không còn chỗ nương tựa mới trở lui chỗ cũ. Bồ Tát ấy chưa đắc đạo, đối với Bát Nhã Ba La Mật không có chỗ nương tựa mà có thể tu phước đức bỏ năm dục, việc ấy hy hữu. Trong đây nói về nhân duyên là người ấy đời trước đã tín thọ tu lâu sáu ba la mật, nhóm nhiều các phước đức, trái với tín thọ là hủy báng Bát Nhã. Nhiều người có phước đức sâu dày là do tích tập lâu ngày, người không tin mà hủy báng cũng do tập quen lâu ngày. Hỏi: Nếu đời trước chê bai hủy báng thì đáng đọa địa ngục, cớ gì lại được nghe Bát Nhã? Đáp: Có người nói người ấy tội đọa địa ngục đã hết trở lại hủy báng, chứ không nói về thân kế tiếp sau. Có người nói gây nghiệp tích chứa sâu nặng, thời mới đưa đến quả báo. Còn người này đời trước tuy chẳng tin mà tích chứa nghiệp chưa dày, thời chưa chịu quả báo, nhờ phước đức dư thừa được sanh trong loài người, tiếp tục lại không tin. Lại nữa có người nói tội ngũ nghịch, thân kế tiếp mới chắc chắn thọ báo, còn tội khác thì không như vậy, hoặc thân kế tiếp hoặc thân lâu sau nữa. Khi ấy Đế Thích nói với Xá Lợi Phất: Bát Nhã Ba La Mật ấy rốt ráo không, không có gì của chính nó nên rất sâu. Bồ Tát không tu công đức lâu, thầy tâm nhiễm trước kiên cố, sức tin nhỏ yếu, nên chẳng tin Bát Nhã Ba La Mật cho đến nhất thiết trí, đâu đủ cho quá hết lạ. Đế Thích suy nghĩ chủ lượng rằng, tin Bát Nhã Ba La Mật phước đức vô lượng, chẳng tin mắc tội rất nặng, người thâm ái Bát Nhã Ba La Mật nên phát ra lời rằng, tôi sẽ kính lễ Bát Nhã. Vì sao? Vì kính lễ Bát Nhã Ba La Mật là kính lễ nhất thiết trí, kính lễ nhất thiết trí là kính lễ ba đời mười phương Phật. Khi ấy Phật nhận lời kia và nói nhân duyên tán thán Ba La Mật là tất cả trí tuệ của chư Phật đều từ trong Bát Nhã xuất sanh. Thế nên nói, nếu có Bồ Tát muốn trụ trong nhất thiết trí cho đến thống nhiếp tỷ kheo tăng, thời nên tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Kinh Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, khi Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, thế nào là chú Bát Nhã Ba La Mật, thiền Ba La Mật, tấn Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, giới Ba La Mật, thí Ba La Mật? Thế nào là chú nội không cho đến vô pháp hữu pháp không? Thế nào là chú bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông? Thế nào là chú bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần? Thế nào là chú Phật mười lực cho đến tám pháp không trung? Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao tu hành Bát Nhã Ba La Mật cho đến thí Ba La Mật, nội không cho đến 18 pháp không trung? Phật dạy: Thích Đại Hoàn Nhân, lành thay Kiều Thi Ca, người vui hỏi được việc ấy đều là do thần lực Phật. Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu không trụ sắc là tu hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu không trụ thọ tưởng hành thức là tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không trụ mắt tai mũi thân ý sắc tiếng mùi vị xúc pháp nhãn giới cho đến ý thức giới cũng như vậy. Kiều Thi Ca,
Nếu Bồ Tát Ma Tát không trú Bát Nhã Ba La Mật là tập hành Bát Nhã Ba La Mật, không trú Thiền Ba La Mật là tập hành Bát Nhã Ba La Mật, không trú Tấn Ba La Mật là tập hành Bát Nhã Ba La Mật, không trú Nhẫn Ba La Mật là tập hành Bát Nhã Ba La Mật, không trú Giới Ba La Mật là tập hành Bát Nhã Ba La Mật, không trú Thí Ba La Mật là tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy kiểu thi ca ấy gọi là Bồ Tát Ma Tát không trú Bát Nhã Ba La Mật là tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Kiểu thi ca không trú nội không là tập hành nội không cho đến không trú vô pháp hữu pháp không là tập hành vô pháp hữu pháp không. Không trú bốn thiền là tập hành bốn thiền. Không trú bốn tâm vô lượng là tập hành bốn tâm vô lượng. Không trú bốn định vô sắc là tập hành bốn định vô sắc. Không trú năm thần thông là tập hành năm thần thông. Không trú bốn niệm xứ là tập hành bốn niệm xứ. Cho đến không trú tám thánh đạo phần là tập hành tám thánh đạo phần. Không trú Phật mười lực là tập hành Phật mười lực. Cho đến không trú 18 pháp không chung là tập hành 18 pháp không chung. Vì sao kiểu thi ca? Vì Bồ Tát đối với sắc không có được chỗ khả trú, khả tập cho đến 18 pháp không chung, không có được chỗ khả trú, khả tập nơi 18 pháp không chung. Lại nữa kiểu thi ca, Bồ Tát Ma Tát không tập hành sắc. Nếu không tập hành sắc ấy gọi là tập hành sắc, thọ tưởng hành thức cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát Ma Tát ấy quán sát quá khứ chẳng thể có được, hiện tại chẳng thể có được, vị lai chẳng thể có được, cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy rất sâu. Phật dạy, sắc chân như rất sâu nên Bát Nhã Ba La Mật rất sâu, thọ tưởng hành thức chân như rất sâu, cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Xá Lợi Phất thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy khó có thể trắc lượng. Phật dạy, sắc khó có thể trắc lượng nên Bát Nhã Ba La Mật khó có thể trắc lượng, thọ tưởng hành thức cho đến 18 pháp không chung khó có thể trắc lượng nên Bát Nhã Ba La Mật khó có thể trắc lượng. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy vô lượng. Phật dạy, vì sắc vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật ấy vô lượng, vì thọ tưởng hành thức vô lượng cho đến 18 pháp không chung vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật vô lượng. Phật bảo Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát Ma Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật không tập hành sắc rất sâu là tập hành Bát Nhã Ba La Mật, không tập hành thọ tưởng hành thức cho đến 18 pháp không chung rất sâu là tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì sắc tướng, kinh Đại Bát Nhã ghi sắc tánh rất sâu là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức cho đến 18 pháp không chung, tướng rất sâu là chẳng phải 18 pháp không chung. Như vậy không tập hành là tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát Ma Tát khi tập hành Bát Nhã Ba La Mật không tập hành sắc khó trắc lượng là tập hành Bát Nhã Ba La Mật, không tập hành thọ tưởng hành thức cho đến không tập hành 18 pháp không chung khó trắc lượng là tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì sắc tướng khó trắc lượng là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức cho đến 18 pháp không chung, tướng khó trắc lượng là chẳng phải 18 pháp không chung. Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát Ma Tát khi tập hành Bát Nhã Ba La Mật không tập hành sắc vô lượng là tập hành Bát Nhã Ba La Mật, không tập hành thọ tưởng hành thức cho đến 18 pháp không chung vô lượng là tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì sắc tướng vô lượng là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức cho đến 18 pháp không chung vô lượng là chẳng phải 18 pháp không chung. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy rất sâu, khó thấy khó hiểu, không thể nghĩ lường, không nên nói ở trước Bồ Tát mới phát tâm. Vì sao? Vì Bồ Tát mới phát tâm nghe Bát Nhã Ba La Mật ấy rất sâu, nghe Bát Nhã Ba La Mật rất sâu ấy hoặc sẽ kinh sợ, tâm sanh nghi hối, chẳng tin chẳng hành. Bát Nhã Ba La Mật rất sâu ấy nên nói ở trước Bồ Tát Ma Tát ở địa vị bất thối. Bồ Tát này nghe Bát Nhã Ba La Mật rất sâu ấy, không kinh không sợ, tâm không nghi hối, thời tin tu được. Thích Đại Hoằng Nhân hỏi Xá Lợi Phất, nếu ở trước Bồ Tát Ma Tát mới phát tâm nói Bát Nhã Ba La Mật rất sâu ấy có những lỗi gì? Xá Lợi Phất đáp Thích Đại Hoằng Nhân, kiều thi ca, nếu ở trước Bồ Tát mới phát tâm nói Bát Nhã Ba La Mật rất sâu ấy hoặc có lẽ sẽ kinh sợ chê bai không tin, nếu Bồ Tát mới phát tâm nghe Bát Nhã Ba La Mật rất sâu hủy báng không tin, gieo ba nghiệp ác đạo do nghiệp ấy rất lâu khó được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do nghiệp ấy rất lâu khó được vô thượng chánh đẳng bồ đề luận. Bấy giờ Đế Thích theo Phật nghe tán thán Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ nên này hỏi Phật,
Bồ Tát làm thế nào chú Bát Nhã Ba La Mật thiền Ba La Mật cho đến 18 pháp không trung? Phật tán thán: lành thay, vị Thích Đại Hoàn Nhân là vua trong chư thiên, nói chắc chắn đáng tin, hỏi việc ấy rất nghi cho đại chúng, thông suốt vô ngại, được lợi ích lớn nên nói: lành thay, lành thay. Lại nữa, Phật cho rằng Đế Thích có thể bỏ được năm dục thượng diệu, cùng điện bày báu, có thể hỏi việc làm của Phật hiền thánh, thế nên nói: lành thay, do thần lực Phật nên ông có thể hỏi được việc ấy. Trong đây còn có chư thiên thượng diệu, xem Phật có thần đức vô lượng, mà nay Đế Thích ở giữa đại chúng hỏi được việc Phật ấy là do oai thần của Phật. Như trong kinh Trì Tâm nói, khi ánh sáng Phật nhập vào thân, thời có thể hỏi việc Phật. Phật đáp: Kiều Thi Ca, nếu Bồ Tát không trú sắc vân vân, ấy là tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát ấy thấy sắc có các tội lỗi vô thường, khổ vân vân, nên không trú sắc. Nếu không trú sắc, tức là có thể tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Người phàm phu hễ thấy sắc thì đắm sắc, khởi phiền não điên đảo, mất đạo Bát Nhã Ba La Mật ấy. Vì vậy nên không trú mới có thể tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Đối với năm uẩn, 12 nhập, 18 giới cũng như vậy. Hỏi: cớ gì mỗi mỗi tự tập hành không trú 6 Ba La Mật? Đáp: 6 Ba La Mật vân vân đều là pháp lành, pháp tu. Vì vậy nên nói mỗi mỗi tập hành không trú 6 Ba La Mật vân vân, không trú năm uẩn, 12 nhập, 18 giới là tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Nếu đối với các pháp ấy không trú trước, thời dứt ái trước, vì dứt ái trước nên tập hành thanh tịnh đối với các pháp sắc vân vân. Trong đây nói nhân duyên không trú trước là vì không có được chỗ trú của sắc pháp vân vân, không có được chỗ tập hành của sắc pháp vân vân. Lại nữa, Phật cho việc ấy khó hiểu khó tin nên lại nói nhân duyên không tập hành sắc là Bồ Tát thấy tội lỗi của sắc cho nên không trú sắc, không trú nên không tập. Tập sắc gọi là chấp thủ tướng sắc, hoặc thường hoặc vô thường vân vân. Lại nữa, Bồ Tát thường tu thiện pháp, chớ nhóm tập luyện, thuần hậu chánh ngữ chánh nghiệp vân vân nên gọi là tập sắc. Này Bồ Tát muốn tập hành Bát Nhã nên tán hoại sắc ấy không tập. Vì sao? Vì sắc quá khứ đã diệt, sắc vị lai chưa có nên không thể tập. Còn sắc hiện tại sanh ra liền diệt không ngưng trụ, nếu nó ngưng trụ được một niệm còn không tập, huống gì niệm niệm diệt. Thế nên trong đây nói lý do việc không tập sắc là vì sắc ba đời chẳng thể có được, tích tập học đi học lại, làm đi làm lại mãi gọi là tập. Cho đến 18 pháp không trung cũng như vậy, nếu quán các pháp được như vậy, tán hoại chẳng thủ tướng ấy gọi là tập sắc vân vân, tập thật tướng của các pháp sắc vân vân. Bấy giờ Xá Lợi Phất theo Phật được nghe nghĩa ấy rất hoan hỷ, thâm nhập không trí, bạch Phật rằng: Bát Nhã Ba La Mật rất sâu, Phật nhận lời tán thán đó vì các pháp sắc như vân vân nên rất sâu. Phật dạy: không chỉ mắt thấy sâu mà lấy Bát Nhã Ba La Mật phân biệt sắc vào như thật nên rất sâu. Như nước mưa từng giọt, không gọi rất sâu, hợp các dòng vào biển lớn mới gọi là rất sâu. Sắc vân vân cũng như vậy, mắt trời mắt thịt thấy cạn mà chẳng sâu, nếu lấy mắt tuệ xem thời sâu không thể lường, rất sâu nên khó thể chắc lượng, chỉ có chư Phật mới thấy tận đáy nó. Rất sâu không thể chắc lượng nên gọi là vô lượng, không có trí tuệ nhận biết được thật tướng của sắc vân vân, vì có tội lỗi chủ lượng sắc hoặc thường hoặc vô thường. Khi ấy Xá Lợi Phất và các thính giả nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật không thể chắc lượng, không có lượng, Bồ Tát sẽ tập hành làm sao? Phật biết ý nghĩ ấy nên bảo Xá Lợi Phất rằng: Bồ Tát Ma Ha Tát, nếu tập hành sắc vân vân rất sâu, thời là mất Bát Nhã Ba La Mật. Nếu không tập hành sắc rất sâu, ấy là được Bát Nhã Ba La Mật. Kẻ phàm phu độn căn nên nói rất sâu, nếu người có nhất tâm phước đức lợi căn là chẳng phải rất sâu, thì như nước sâu cạn, không nhất định, đối với tiểu nhi là sâu, đối với người lớn là cạn, cho đến như biển lớn, đối với người là sâu, đối với vua Atula là hầu là cạn. Như vậy đối với phàm phu, người mới phát tâm, người giải đãi là rất sâu, còn đối với bọc bất thối chứa đức lâu ngày thời cạn. Chư Phật như vua Atula là hầu, đối hết thảy pháp không có sâu vì được giải thoát vô ngại. Vì thế nên biết, vì chúng sanh, vì thời tiết, căn lợi độn mới tu, tu lâu, tu giải đãi, tinh tấn, nên phân biệt nói sâu cạn, không thể chắc lượng, không có lượng cũng như vậy. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, sắc vân vân, tướng rất sâu là chẳng phải sắc. Vì sao? Vì tâm sợ hãi, thối thất, nghi hối nên cho sắc là rất sâu,
sắc tướng thời không có sâu như trước nói. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy rất sâu, tướng rất sâu, khó thấy, khó hiểu. Hỏi: Trên kia nói Bồ Tát không tập hành rất sâu là tập hành Bát Nhã Ba La Mật, sau này Xá Lợi Phất lại nói rất sâu? Đáp: Chẳng phải Xá Lợi Phất định tâm nói rất sâu, nắm được ý thú Phật, vì người khác nên nói rất sâu, thế nên trong đề nói: Bạch Đức Thế Tôn, không nên ở trước Bồ Tát mới phát tâm nói Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát tân học nghe trí tuệ rất sâu ấy, thấy tâm họ thối mất, nên nói ở trước Bồ Tát bất thối. Vì Bồ Tát bất thối có trí tuệ sâu, nên tin chứ không thối mất. Thí như chỗ nước sâu, không nên bảo tiểu nhi lội qua, chỉ nên bảo người lớn lội qua. Đế Thích hỏi Xá Lợi Phất: Nếu nói cho Bồ Tát mới phát tâm có những lỗi gì? Xá Lợi Phất đáp: Người mới phát tâm thời không tin, tâm thối mất. Tâm thối mất nên sanh nghi hối, hãi sợ. Nếu thọ học pháp nhất thiết không, sao ta sẽ phải rơi vào đoạn diệt? Nếu không thọ học, thế thì lời Phật dạy sao ta có thể không thọ học? Thế nên sợ hãi sanh nghi hối. Nếu tâm định thời sanh ác tà kiến hủy báng, quả báo hủy báng như thế nào, như đã nói trong phẩm địa ngục. Trong đây kinh lược nói gieo nghiệp nhân về ba ác đạo thì rất lâu khó được vô thượng đạo. Kinh Thích Đại Hoàn Nhân hỏi Xá Lợi Phất: Có chăng Bồ Tát Ma Ha Tát chưa được thọ ký mà nghe Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm không kinh không sợ ư? Xá Lợi Phất đáp: Như vậy Kiều Thi Ca, nếu có Bồ Tát Ma Ha Tát nghe Bát Nhã Ba La Mật rất sâu không kinh không sợ, nên biết Bồ Tát ấy không bao lâu sẽ gặp không quá một hai đức Phật là được thọ ký vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Phật bảo Xá Lợi Phất: Như vậy Bồ Tát Ma Ha Tát ấy phát tâm tu sáu Ba La Mật lâu ngày, cũng dường nhiều đức Phật, nghe Bát Nhã Ba La Mật sâu xa ấy không kinh không sợ, nghe liền thọ trì tu hành như lời Bát Nhã Ba La Mật nói. Bấy giờ Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn nói thí dụ như thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Bồ Tát đạo, mà ở trong lúc mộng tu hành Bát Nhã Ba La Mật, vào thiền định, sinh tinh tấn, đầy đủ nhẫn nhục, thủ hộ giới, hành bố thí, tu hành nội không ngoại không cho đến buổi đạo tràng, nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy còn gần vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Huống gì Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà trong lúc tĩnh thức tu hành Bát Nhã Ba La Mật và thiền định sinh tinh tấn, đầy đủ nhẫn nhục, thủ hộ giới, hành bố thí, lại không chóng thành vô thượng chánh đẳng Bồ Đề ngồi đạo tràng. Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thiện căn thành tựu, được nghe Bát Nhã Ba La Mật thọ trì cho đến tu hành đúng như nói, nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát ấy phát tâm trồng căn lành đã lâu, cũng dường nhiều đức Phật, theo cùng thiện tri thức, người ấy có thể thọ trì Bát Nhã Ba La Mật cho đến nhớ nghĩ đúng, nên biết người ấy gần được thọ ký vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy như Bồ Tát Ma Ha Tát ở địa vị bất thối không động chuyển, đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề có thể được Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm, được rồi thọ trì đọc tụng cho đến nhớ nghĩ đúng. Bạch Đức Thế Tôn, thí như người muốn đi qua 100 do tuần, hoặc 200, 300, 400 do tuần trải qua đồng vắng đường hiểm, đầu tiên trông thấy các tướng người trăn trâu, cường giới, vườn rừng, thấy các tướng như vậy nên biết sắp đến thành ấp làng xóm. Người ấy thấy tướng kia liền nghĩ rằng, như tướng ta thấy đó nên biết thành ấp làng xóm không còn xa, tâm được yên vui, không sợ nạn giặc trùng dữ đói khát. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như vậy, nếu được Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm này thọ trì đọc tụng cho đến nhớ nghĩ đúng, nên biết đã gần được thọ ký vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không lâu, nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát ấy không phải sợ đọa vào địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật. Các tướng thấy trước ấy đó là Bát Nhã Ba La Mật rất sâu, được nghe, được thấy, được thọ trì cho nên nhớ nghĩ đúng. Phật bảo Xá Lợi Phất: như vậy ông muốn vui nói nữa cứ nói. Bạch Đức Thế Tôn, thí như người muốn thấy biết biển lớn, phát tâm đi đến, chẳng thấy tướng cây, chẳng thấy tướng núi. Người ấy tuy chưa thấy biển lớn, song biết biển lớn không còn xa. Vì sao? Vì biển lớn ở chỗ bằng phẳng, không có tướng cây, tướng núi. Như vậy, Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát nếu nghe Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm, thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng, tuy chưa ở trước Phật được thọ ký kiếp số, hoặc trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp, trong ngàn ước kiếp, thành vô thượng đạo, song Bồ Tát đã tự biết gần được thọ ký vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì con được nghe Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm, thọ trì đọc tụng cho đến nhớ nghĩ đúng. Bạch Đức Thế Tôn, thí như đầu xuân các lá cũ trên cây đã rụng,
nên biết cây ấy sắp có lá hoa quả mới trổ ra không lâu. Vì sao? Vì thấy tướng khởi đầu của cây ấy, nên biết không lâu lá hoa quả sẽ trổ ra. Khi ấy, người có Diêm Phù Đà thấy tướng khởi đầu của cây đều rất hoan hỷ. Bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát được nghe Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm, thọ trì đọc tụng cho đến nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như nói, nên biết Bồ Tát ấy căn lành thành thục, cúng dường nhiều đức Phật. Bồ Tát ấy nên nghĩ rằng thiện căn đời trước đuổi tới vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, do nhân duyên ấy nên được thấy được nghe Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm, thọ trì đọc tụng cho đến nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như nói. Trong đây các thiên tử từng thấy Phật vui mừng nhảy nhót nghĩ rằng trước đây các Bồ Tát Ma Ha Tát cũng có thấy các tướng trước khi được thọ ký như vậy, nay Bồ Tát Ma Ha Tát này cũng sẽ được thọ ký vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không lâu. Bạch Đức Thế Tôn, thí như người mẹ mang thai thân thể nặng nề khổ sở, đi bước không tiện, đứng ngồi không yên, ngủ ăn giảm ít, không ưa nói năng, chán việc đã quen, chịu đủ thống khổ. Có người mẹ khác thấy tướng hiện ra trước ấy, biết người kia gần sanh. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như vậy, trồng căn lành cúng dường nhiều đức Phật, tu lâu sáu ba la mật, theo cùng thiện trí thức, căn lành thành tựu, được nghe Bát Nhã Ba La Mật sâu thẳm, thọ trì đọc tụng cho đến nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như nói. Các người cũng biết Bồ Tát Ma Ha Tát ấy gần được thọ ký vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không lâu. Phật bảo Sáng Lợi Phất, lành thay, ông vui nói được đều nhờ lực Phật. Khi ấy tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Hỷ hữu Bạch Đức Thế Tôn, các đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, khéo phú chúc việc các Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật bảo tu Bồ Đề, các Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, an ổn nhiều chúng sanh, làm cho vô lượng chúng sanh được vui, vì thương xót đem an vui lợi ích cho chư thiên nhân loại. Các Bồ Tát ấy khi tu Bồ Tát đạo, lấy bốn việc thu nhiếp vô lượng trăm ngàn chúng sanh, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, cũng lấy 10 thiện đạo thành tựu chúng sanh. Tự tu sơ thiền cũng dạy người khác tu sơ thiền, cho đến tự tu định phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ cũng dạy người tu định phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Tự tu thí ba la mật cũng dạy người tu thí ba la mật. Tự tu giới ba la mật cũng dạy người tu giới ba la mật. Tự tu nhẫn ba la mật cũng dạy người tu nhẫn ba la mật. Tự tu tấn ba la mật cũng dạy người tu tấn ba la mật. Tự tu thiền ba la mật cũng dạy người tu thiền ba la mật. Tự tu bát nhã ba la mật cũng dạy người tu bát nhã ba la mật. Bồ Tát ấy được bát nhã ba la mật dùng sức phương tiện dạy chúng sanh, khiến được quả tu đà hoàn mà tự mình không chứng, dạy chúng sanh khiến được tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán mà tự mình không chứng, dạy chúng sanh khiến được bích chi phật đạo mà tự mình không chứng trong đó. Tự mình tu sáu ba la mật cũng dạy vô lượng trăm ngàn vạn các Bồ Tát khiến tu sáu ba la mật. Tự mình chú địa vị bất thối cũng dạy người chú địa vị bất thối. Tự mình nghiêm tịnh cõi Phật cũng dạy người nghiêm tịnh cõi Phật. Tự thành tựu tuệ giác cho chúng sanh cũng dạy người thành tựu tuệ giác cho chúng sanh. Tự mình được Bồ Tát thần thông cũng dạy người khiến được Bồ Tát thần thông. Tự mình nghiêm tịnh môn Đà La Ni cũng dạy người nghiêm tịnh môn Đà La Ni. Tự đầy đủ biện tài vui nói cũng dạy người đầy đủ biện tài vui nói. Tự nhiếp thọ sắc thân thành tựu cũng dạy người khiến nhiếp thọ sắc thân thành tựu. Tự thành tựu 32 tướng cũng dạy người thành tựu 32 tướng. Tự thành tựu đồng chân địa cũng dạy người thành tựu đồng chân địa. Tự thành tựu Phật 10 lực cũng dạy người khiến tự thành tựu Phật 10 lực. Tự tu 4 điều không sợ cũng dạy người tu 4 điều không sợ. Tự tu 18 pháp không chung cũng dạy người tu 18 pháp không chung. Tự tu đại từ đại bi cũng dạy người tu đại từ đại bi. Tự được trí nhất thiết chủng cũng dạy người khiến được trí nhất thiết chủng. Tự lìa hết thảy phiền não và tập khí cũng dạy người lìa hết thảy phiền não và tập khí. Tự chuyển pháp luân cũng dạy người chuyển pháp luân. Luận: Khi ấy Đế Thích hỏi Xá Lợi Phất, có chăng có vị Bồ Tát chưa được thọ ký mà nghe Bát Nhã sâu thẳm ấy không kinh không sợ? Xá Lợi Phất đáp: Không có người không được thọ ký nghe Bát Nhã mà có thể tin. Nếu người có thể tin nên biết người ấy sắp được thọ ký, chẳng qua gặp một đức Phật, hai đức Phật liền được thọ ký. Phật hứa khả lời Xá Lợi Phất nói. Xá Lợi Phất nghe Phật hứa khả lời mình nói, tâm rất hoan hỷ, lại muốn việc ấy được rõ ràng hơn nên nói thí dụ rằng: Tâm trong bọng bị sức ngủ che lấp, chẳng phải chân tâm làm. Nếu hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân ở trong bọng phát tâm tu sáu ba la mật cho đến mười đạo tràng, nên biết người ấy phước đức nhỏ nhẹ,
còn gần được thọ ký vô thượng chánh đẳng bồ đề. Huống gì bồ tát ma tát trong khi thức thật phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề tu sáu ba la mật mà không được, mà không gần được thọ ký. Bạch Đức Thế Tôn, nếu người qua lại trong sáu đường sanh tử hoặc thời được nghe Bát Nhã Ba La Mật thọ trì đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, biết chắc người ấy không lâu sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề, như cá nuốt lưỡi câu, tùy còn bơi lội trong ao nên biết nó ra ngoài ao không lâu. Hành giả cũng như vậy, tin vui sâu vào Bát Nhã Ba La Mật, không còn ở lâu trong sanh tử. Trong đây Xá Lợi Phất tự nói thí dụ, nếu người muốn đi qua đường hiểm tức là thế gian, 100 do tuần tức là cõi dục, 200 do tuần là cõi sắc, 300 do tuần là cõi vô sắc, 400 do tuần là thanh văn bích chi Phật đạo. Lại nữa, 400 do tuần là cõi dục, 300 do tuần là cõi sắc, 200 do tuần là cõi vô sắc, 100 do tuần là thanh văn bích chi Phật. Muốn già là người tín thọ tu hành Bát Nhã Ba La Mật, trước thấy tướng cao pháp là thấy đại Bồ Tát, bỏ cái dục lạc thế gian, thâm tâm vui Bát Nhã Ba La Mật. Thấy cương giới là phân biệt các pháp, đây là pháp thanh văn, đây là pháp bích chi Phật, đây là pháp đại thừa. Như vậy lợi ích nhỏ là thanh văn, lợi ích lớn là Bồ Tát, cõi mà là sanh tử, cõi Phật là Bát Nhã Ba La Mật, nơi cầm lộ vị bất tử. Thấy vườn rừng là chỗ các cái vui thiền định, trí tuệ theo Phật đạo, vô lượng tướng thiện pháp như vậy. Thấy xóm làng là nhu thuận pháp nhẫn, ấy là vô sanh pháp nhẫn. Thành là vô thượng chánh đẳng bồ đề, được an ổn là bồ tát, nghe pháp ấy, tư duy chủ lượng tu hành, ta được pháp ấy tâm an ổn sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Giặc là 62 tà kiến chấp ngã, vân vân. Chủng dữ là các phiền não tham ái, sân nhuế, vân vân. Không sợ giặc là người không tìm được thuận tiện để phá. Không sợ trùng dữ là phi nhân không tìm được thuận tiện để phá. Không sợ đói là không sợ không thể được chọn trí tuệ thánh nhân. Không sợ khát là không sợ không thể được vị pháp lạc của thiền định giải thoát, vân vân. Trong đây tự nói nhân duyên, Bồ Tát Ma Ha Tát thấy được tướng đầu tiên, biết không bao lâu sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Không sợ đọa vào đường ác, đói khát chết. Không sợ đọa vào thanh văn bích chi Phật địa. Phật chấp nhận ví dụ ấy, lấy thù dụ tế, lấy thế gian dụ xuất thế gian. Còn ba thí dụ kia cũng nên phân biệt nói như trên. Nước biển lớn là dụ vô thượng đạo, đất bằng phẳng không có cây núi, đó là dụ quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật. Trái cây là dụ vô thượng đạo, hoa cây là dụ địa vị bất thối. Đầu xuân lá cũ rụng lại xanh lá mới là dụ các phiền não tà kiến, nghi vân vân dứt, có thể được kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật. Người mẹ là dụ hành giả, thân trong bào thai là dụ vô thượng đạo, tướng sắp sinh là dụ Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật lâu ngày. Chán điều đã tập quen là dụ sợ cái vui dâm dục của thế gian không còn ưa đắm. Phật khen lời nói kia lành thay, khi ấy tu Bồ Đề nghe Xá Lợi Phất nói được Phật nhận khen lành thay, biết ý Phật kính niệm sâu xa Bồ Tát ấy, cho nên bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn rất là hy hữu, khéo phó trước việc Bồ Tát. Việc Bồ Tát là không đạo, phước đức đạo, cũng như Phật nói có tổng tướng biệt tướng, đã ký thác cho A Nan Di Lặc vân vân. Sau khi Phật vào vô dư niết bàn, khéo tự phụng hành, dạy bảo chỉ bày lợi ích chúng sanh, không để cho sai lầm. Phật nói nhân duyên khéo phó trúc là các Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề, an ổn nhiều chúng sanh, là trong chúng sanh có vô lượng vô biên vô số, trừ Phật không ai tính biết được. Người theo Phật được lợi ích là không thể đếm biết, gọi là nhiều. An ổn là đối với chúng sanh, chấp thường thì dạy vô thường. Người đắm vui thì dạy về khổ. Người chấp thật thì dạy về không. Người chấp ngã thì dạy về vô ngã. Như vậy gọi là an ổn. Người phàm phu nghe vậy, đương thời tuy không vui mừng, nhưng lâu dài rất các phiền não, được cái an ổn. Như uống thuốc đắng, đương thời tuy khổ, về sau trừ được bệnh. Vô lượng chúng sanh được vui. Là Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật, khi chưa được thành tựu, vẫn lấy cái vui đời này đời sau làm lợi ích chúng sanh, như trong kinh Bồ Tát Bản Sanh nói. Nếu được Bát Nhã Ba La Mật, đã diệt các phiền não, cũng lấy cái vui thế gian, vui suốt thế gian làm lợi ích chúng sanh. Nếu khi được vô thượng đạo, thời chỉ lấy cái vui suốt thế gian làm lợi ích chúng sanh. An vui lợi ích là chỉ lấy lòng thương xót, an vui lợi ích
là lợi ích nhiều cho hàng thiên nhân. Trong các đạo khác vì lợi ích ít nên không nói. Việc lợi ích là bốn như pháp, lấy tài thí, pháp thí, nhiếp thủ chúng sanh. Ái ngữ có hai, một ái ngữ theo ý, hai là người tùy ý, người ước pháp gì nói cho pháp ấy. Bồ Tát chưa đắc đạo vì thương xót chúng sanh, tự phá kiêu mạn, tùy ý thuyết pháp. Nếu đã đắc đạo thì tùy theo pháp có thể độ mà nói. Đối với người giàu tâm cao ngạo thì khen việc bố thí, do người ấy có thể được tài vật, danh tiếng, phước đức. Còn nếu khen việc trì giới, chê bai, phá giới thì tâm họ không vui. Như vậy tùy theo pháp thích hợp với họ mà nói. Lợi hành cũng có hai, một vì lợi đời nay, lợi đời sau mà nói phương pháp nuôi sống, khuyến tù việc lợi. Hai là người không tin dạy khiến tin, phá giới dạy khiến giữ giới, ít hiểu dạy khiến nghe nhiều, người không ưa bố thí dạy khiến bố thí, người ngu si dạy trí tuệ. Như vậy lấy thiện pháp làm lợi ích chúng sanh. Đồng sự là Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến tu thiện pháp, đồng hành với họ. Bồ Tát thiện tâm, chúng sanh ác tâm, hóa được ác tâm của họ khiến đồng với thiện tâm của mình. Bồ Tát lấy bốn pháp nhiếp thủ chúng sanh khiến an trú trong người thiện đạo. Đây là nói rộng nghĩa bốn nhiếp. Trong hai thứ thí, pháp thí là tùy theo chỗ người ưa thích mà thuyết pháp. Đó là đệ nhất trong các ái ngữ, chúng sanh tham tiếc mạng sống, dạy khiến tu mười thiện đạo, thời được sống lâu. Trong lợi hành thì trong tất cả cái lợi bảo vật, pháp lợi là hơn cả. Ấy là lợi hành. Trong đồng sự, đồng hành thiện pháp là hơn cả. Bồ Tát làm mười thiện cũng dạy người làm. Có người nói, sau hết tự làm mười điều thiện, đồng nghĩa với nhiếp sự thứ tư. Thế nên nói, tự làm mười thiện cũng dạy người làm, tự tu sơ thiền cũng dạy người tu, sơ thiền vân vân, đồng lìa dục, đồng trì giới, nên gọi là nhiếp nhau. Vì nhiếp nhau nên dần dần lấy pháp tam thừa mà độ, cho đến tu phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ cũng như vậy. Tự tu sáu ba la mật cũng dạy người tu nhân nơi bát nhã, nên cũng khiến chúng sanh được khí phần của bát nhã, nghĩa là được tu đà hoàn, vân vân. Vì lực phương tiện nên tự mình không chứng, vì người ấy có lực phước đức và trí tuệ tăng ích nên dạy vô lượng vô số Bồ Tát khiến an trú sáu ba la mật. Tự mình trú địa vị bất thối cũng dạy người khác trú, cho đến tự chuyển pháp luân cũng dạy người khác chuyển pháp luân. Thế nên ta lấy hy tâm từ bi khéo phó chúc việc Bồ Tát không vì tham ái chấp đắm. Hết cuốn 66 theo bản Hán.